Công ty Golden Health hân hạnh giới thiệu sản phẩm Full Golden, chiết xuất từ tảo nâu được sản xuất tại Úc, có khả năng hỗ trợ quá trình điều trị ung thư, giảm tác dụng phụ của những lần hóa trị hoặc xạ trị. Ngoài ra, Full Golden cũng có tác dụng bảo vệ các tế bào tủy xương, giúp tăng cường hệ thống miễn nhiễm, chống hình thành khối u và chống oxy hóa, đồng thời cũng giúp nâng cao sức khỏe toàn diện của cơ thể và giúp làn da được mịn màng, tươi trẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Vietfay TV qua số 0452 067 535 hoặc email vieftv2022@gmail.com. Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm báo Úc Châu của chúng tôi trong ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 28 tây tháng 9, 2024. Và kính thưa quý vị, cùng thực hiện chương trình với Kim Hoàng là kế toán gia Phô Huy Nguyễn. Kính chào anh Huy. Chào Kim Hoàng và chào tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, khi mà chúng tôi mời kế toán gia tới đây ngày hôm nay là cũng liên quan đến những con số. Và những con số này thì cũng không hề xa lạ gì, là bởi vì Việt TV cũng đã loan khá nhiều lần trong bản tin hàng ngày cũng như là chương trình điểm báo giữa Kim Hoàng và Lily. Sau khi Ủy hội Bảo vệ Cạnh tranh Người tiêu thụ ACCC đã quyết định kiện hai siêu thị lớn nhất tại Úc là Coles và Woolworths ra tòa bởi vì những hành vi tăng giá bất hợp pháp. Và đây là một cái thông tin có thể nói càng khiến cho người tiêu thụ hoặc là những khách hàng, cư dân tại Úc cảm thấy giận dữ hơn, là bởi vì vài năm vừa qua đời sống rất là khó khăn và việc mua hàng hóa tại siêu thị đã trở thành cái gánh nặng. Và nay thì người dân biết được chủ ý của Coles và Woolworths sau khi đã cố tình tăng giá hơn 30% hoặc là 15%, và để rồi họ có những cái đợt khuyến mãi giảm hạ giá cả, nhưng cái mức giảm này nó vẫn cao hơn là mức giá trung bình, một cái việc làm rất vô đạo đức, phải không thưa anh? Vâng, đây cũng là một cái sự phẫn nộ và nó trở lại cho chúng ta thấy được là cái sự cạnh tranh ở một cái kinh tế thị trường nó quan trọng như thế nào. Thưa quý vị, khi Kim Hoàng nhắc đến cái chữ ACCC đó là Anti-Competition Tribunal, đây là những cái cơ quan mà kiểm soát những cái hành vi của những, nhất là những cái đại công ty lớn, kiềm chế lại những cái sự cạnh tranh, và đây là một cái tội khá lớn đối với những cái công ty mà họ hay thông đồng với nhau hay là làm những cái cử chỉ mà nó gọi là không đúng sự thật hay là misleading, cũng như là giá 4 đồng tăng lên 6 đồng mà đề sale để cái bảng màu vàng là còn có 5 đồng. Ví dụ vậy. Đau đúng không? Yeah, yeah. Hay có cái chữ là đau. Vâng, thì cái đó là những cái hành động mà không chấp nhận được, nhất là ở trong cái thời điểm cost of living crisis, là khủng hoảng về giá cả. Và nó cũng cho ta thấy một cái điều, đó là chúng ta thị trường grocery, cũng như là thị trường siêu thị bị nắm bởi hai đại công ty, đó là Coles với Woolies. Thì quý vị thấy là chúng ta nên có nhiều những cái công ty khác nhảy vào thị trường như Audi, càng nhiều thì mới ngăn chặn được hai đại công ty này làm khống chế cái thị trường bằng cái cách nó gọi là price gouging, cũng nghĩa là lợi dụng để tăng giá và đưa những cái thông tin sai thiệt đối với người tiêu thụ, và người tiêu thụ là người bị thiệt thòi. Yeah. Vâng, kính thưa quý vị, trong cái đại dịch vừa qua đó thì việc giá cả gia tăng mọi người cho là một cái điều thiết yếu, là bởi vì cái việc vận chuyển rất là khó khăn, và sau cái đại dịch rồi thì chúng ta lại tiếp tục có những cái xung đột ở khu vực Trung Đông làm cho xăng dầu cũng tăng giá và vấn đề vận chuyển hàng hóa vì vậy cũng đắt đỏ hơn, và đây cũng là yếu tố khiến cho giá cả bán lẻ tại các siêu thị cũng đã gia tăng. Những cái yếu tố này hiện nay nó hầu như là nó đã đi qua, nhưng mà giá cả thì không hề giảm hạ. Và trước bối cảnh này thì vào tháng 6 vừa qua thì chính phủ Albanese cũng đã ủy thác cho một trong những cựu bộ trưởng trong chính phủ là ông Ray Emerson để mà xem xét lại một cái bộ quy tắc ứng xử về bán lẻ. Trước đây thì cái bộ quy tắc ứng xử này là để các siêu thị tự nguyện thực hiện, có nghĩa là muốn thực hiện cũng được hay không thực hiện cũng được. Tuy nhiên vào ngày thứ hai tuần này, cùng thời điểm khi mà Ủy hội ACCC tuyên bố là Coles và Woolworths đã vi phạm luật bán lẻ, thì về phía chính phủ họ cũng tuyên bố là họ bắt đầu kể từ thời điểm này, họ yêu cầu tất cả các siêu thị là phải thực hiện, hoặc là cái bộ quy tắc ứng xử này là một trong những cái quy định bắt buộc phải áp dụng, chứ không còn có quyền có thể tự lựa chọn nữa. Và không biết là cái yếu tố này nó có mang cái yếu tố chính trị hay không thưa anh? Vâng, thì nó chắc chắn là phải mang yếu tố chính trị, tại vì
chính phủ lao động đang rất cần những cái thông tin tốt và rất là cần những cái sự gọi là đóng dấu ngoặc kép lấy điểm đối với người dân, là vì họ đã bị nhiều những cái vấn đề khác về kinh tế. Đây cũng là một cái sự nó gọi là tương đối là thành công, tại vì ACCC là đã tìm ra những cái vi phạm sau khi cái ủy ban mà nó gọi là xem xét giao nhiều năm qua đó, nếu mà họ không có ra được cái vi phạm gì mà cho nó chính đáng thì người dân nó như vậy là chỉ có cũng như không mà thôi. Nhưng mà đây là một cái thành quả mà đạt được và được sự đồng tình của khá nhiều những đảng đối lập cũng như là người dân rất là ủng hộ vấn đề này. Và rõ ràng là trong một cái thời điểm rất là nóng, người dân đang rất là lo âu về những cái hàng ngày, về vấn đề vật giá leo thang, nhất là đồ ăn thực phẩm, mà họ lại bắt được quả tang những cái hành động này của Câu và Woolworth, thì đây là thành quả lớn. Mà về vấn đề chính trị là tốt cho thủ tướng Albanese, thì thủ tướng hoặc là chính phủ Albanese có thể nói là ghi điểm với công chúng là chúng tôi đã phanh phui ra được một cái sự thật rất là đáng hổ thẹn của ngành bán lẻ. Và cũng chính vì vậy mà lãnh tụ đối lập Peter Dutton cũng đã chỉ trích chính phủ Albanese là đã ngồi im quá lâu, đáng lẽ là chính phủ phải có hành động khi mà cựu bộ trưởng Craig Emerson đưa ra những cái nhận xét về cái quy tắc ứng xử. Họ không có hành động gì hết thưa anh, họ chỉ bắt đầu có hành động ngay thời điểm ACCC cũng đưa ra cái lời tuyên bố. Cho nên là cái sự chậm chạp của chính phủ Albanese cũng đã một phần nào khiến cho người dân đã phải trả một cái giá đắt trong mấy tháng vừa qua. Nếu chính phủ hành động nhanh hơn thì có lẽ là người dân đã được bảo vệ quyền lợi nhiều hơn, giá cả nó có thể giảm hạ một cách thật sự chứ không phải là giảm hạ ảo như Nó cũng có những cái điểm khó nói, là tại vì nếu mà chính phủ lúc vào thời điểm đó áp dụng một cái ứng xử thì rõ ràng là chính phủ cũng vi phạm về cái sự xâm nhập của kinh tế thị trường, không hả? Cho nên là cái đảng đối lập về phía chính trị là họ phải lúc nào cũng phải coi cái gì mà xuông tai, có gì có lợi cho họ thì họ chống đối, thì cái đó là cái công việc của chính trị. Cho nên chúng ta phải nhận định có hai điều ở đây. Cái điều thứ nhất đó là chính phủ không nên can thiệp vào những gì gọi là kinh tế thị trường, nhưng trong cái thời điểm này cái cơ quan độc lập ACCC đã làm công việc của họ và đã được chính phủ cho cái đặc quyền để điều tra những cái công việc này, và rõ ràng là họ làm những công việc được nhiều thành quả và sẽ được sự ủng hộ của người dân. Chắc chắn là có những cái yếu tố chính trị để mà hai đảng đều lấy điểm với nhau. Nếu mà đảng lao động không làm như vậy thì chắc chắn là đảng đối lập chỉ trích và ngược lại. Và cũng trong bối cảnh thì trong ngày thứ năm vừa qua thì cơ quan bảo vệ người tiêu dùng là Choice cũng đã cho chúng ta thêm một cái yếu tố để người tiêu dùng có thể đưa ra quyết định dễ dàng mỗi khi đi mua sắm. Đó là Choice đã thực hiện một cái cuộc điều tra bí mật bằng cách gửi những cái người đi mua sắm của mình chọn lựa những cái mặt hàng từ 4 siêu thị là Coles, Woolworths, Aldi và IGA. Tất cả đều phải mua cùng một món hàng. Trong danh sách là chúng ta có 14 món hàng. Và một lần nữa, 14 món hàng này đã được chọn và cho thấy kết quả là giá cả tại Aldi vẫn rẻ hơn khá nhiều so với Coles, Woolworths và đắt nhất là tại IGA. Thí dụ như cái giỏ hàng này mua tại Aldi là $55, nhưng mà mua tại Coles thì chúng ta có thể phải trả 63 đồng, hoặc là mua tại Woolworths là 68 đồng, trong khi mua tại IGA phải trả tới 75 đồng, có nghĩa là đắt nhất. Và vì vậy chúng ta vẫn còn có những cái lựa chọn khác an toàn hơn. Nếu mà cảm thấy không tin tưởng với Coles và Woolworths thì có thể chuyển qua mua sắm tại Aldi, bởi vì đây vẫn là một cái siêu thị có giá cả phải chăng, và đây là năm thứ nhì mà siêu thị mà Aldi đã đạt được cái kết quả tốt đẹp này, phải không thưa anh? Vâng, thì nói chung là trong tình hình khó khăn thì chắc chắn là đây là những cái điểm nóng về những cái sự lựa chọn và để làm sao cho người tiêu thụ tiết kiệm được. Thì quý vị, chúng ta không nghe nói những cái việc này nó nổi lên vào những năm trước, là tại vì thực sự họ đã làm những cái sự mà chênh lệch về giá cả nó đã xảy ra từ hàng bao nhiêu năm nay rồi. Tuy nhiên với cái tình hình gọi là khó khăn thì chắc chắn những cái điều này đã được moi móc lên. Như vậy điều này cũng có nghĩa là nếu mà chúng ta thấy là những cái đợt khuyến mãi tại Coles và Woolworths, chúng ta cũng đừng có vội vã mà thu gom hàng quá nhiều, bởi thật ra giá nó vẫn cao hơn cái mức giá bình thường. Trở lại với lại cái quyết định của ACCC, thưa anh, ACCC hiện nay đang kêu gọi một cái mức phạt rất là mạnh đối với Coles và Woolworths. Họ đang dự phóng là mỗi một vi phạm sẽ bị phạt $50 triệu.
con số khủng khiếp phải không? Dạ, và không biết là họ vi phạm tới 265 mặt hàng, nhân lên là cái con số thật ra cái mà cũng không tính ra được, đó vài tỷ đô la. Nhưng mà theo anh Huy thì cái số, mức phạt được áp dụng trong cái đợt vi phạm lần này của hai hệ thống siêu thị nó sẽ lên tới mức độ nào? À, thứ nhất là nó có cái số mà Kim Hoàng vừa nêu ra, đó là cái mức phạt tối đa cao nhất. Và thì đương nhiên là cái hình phạt lớn lao nhất mà Câu với lại Woolworth đang phải gánh chịu, đó là cái tiếng tăm và cái cổ phiếu của họ đang có vấn đề. Là đương nhiên là họ bị áp lực về, tại vì những cái tin tức này nó xấu là chắc chắn là người đầu tư cho rằng hai công ty này sẽ bị phạt, cho nên là cái giá cổ phiếu của họ lại không ai nói, ai cũng cho rằng là hai cổ phiếu này sẽ bị xuống giá. Đó là cái hình phạt đầu tiên. Cái hình phạt thứ nhì là cái về phạt bao nhiêu thì chắc chắn là sẽ có một cái sự thương lượng, chứ không phải là lấy 50 triệu mà nhân cho 260 triệu thì chắc cái chuyện nó khó lòng mà xảy ra. Thưa quý vị, mỗi một cái tòa án phiên xử thì đều có những cái sự tranh cãi, và nó dẫn đến, tại vì đương nhiên là ACCC cho là họ vi phạm món này, nhưng mà chúng ta chưa có kể là họ phải phản biện lại có nhiều cái món, cho nên cuối cùng nó sẽ có một cái số phạt tương đối không nhỏ. Tuy nhiên nó sẽ không có giống như là cái mức phạt tối đa mà luật đã công bố. Vâng, không biết là sau cùng thì Coles và Woolworth sẽ phải trả giá như thế nào cho những vi phạm vừa qua của họ. Tuy nhiên một điều mà ACCC hiện nay cũng đang đề xuất, và có lẽ là đề xuất này sẽ được thông qua, đó là Coles và Woolworth phải có bổn phận cung cấp thức ăn miễn phí cho các tổ chức từ thiện. Mặc dù trước đây họ cũng đã có danh sách một vài nơi nhận được sự tài trợ này rồi, tuy nhiên hiện nay ACCC yêu cầu họ phải biếu tặng thêm nhiều nữa, là bởi vì họ đã đạt lợi nhuận quá nhiều trong thời gian vừa qua, và họ phải trích lại những khoản lợi nhuận đó để mà bù đắp lại cho những người homeless, là những người vô gia cư đã gặp khó khăn bởi vì không có tiền mua thức ăn khi mà thức ăn nó tăng giá quá nhiều. Thế một cái sự trừng phạt có mang tính chất là lâu dài. Cái này không phải là cho đi một lần mà nó là một cái hợp đồng vài năm, có thể là cả thập niên sắp tới. Vâng, thì đây cũng là một cái cách mà để làm từ thiện của những cái công ty mà gọi là lời quá nhiều. Chúng ta khi mà chúng ta nói chữ lời quá nhiều thì cũng đối với ngành kinh tế thị trường không có gì gọi là lời quá nhiều, tại vì những cái sự năng nổ, những sự cố gắng của những người CEO, họ đã làm lèo lái được cái con tàu kinh doanh của họ mà đến một cái sự thành công thì chúng ta không phải là vấn đề phạt. Tuy nhiên cái vấn đề mà ký hợp đồng để yêu cầu những công ty này phân phối cho những cái nơi mà gọi là thiếu thực phẩm hay là những người nghèo khổ đó, thì cái đây là điều đáng và nên làm. Cũng như là chúng ta thấy các club, quý vị hay những cái club họ lấy thu tiền biết bao nhiêu là tiền của những người cờ bạc, thì họ phải có nhiệm vụ đưa lại cho những cộng đồng chung quanh của cái club của họ, đó là một cái sự đóng góp ngược lại, thì cũng giống như là Câu với Woolworth làm những hành động như vậy. Vâng, ngoài ra thì trong tuần lễ vừa qua còn có một cái thông tin gây sốc khác, đó là một trong những cái cơ sở bán lẻ rất là có uy tín tại Úc Châu là Harvey Norman vừa phải đối diện với hai vụ kiện tập thể, và những cái vụ kiện tập thể này đều xuất phát cùng một cái nguyên nhân như nhau, đó là cái chương trình nó gọi là extend warranty, có nghĩa là mở rộng cái thời gian bảo hành. Đây là một trong những điều mà theo luật bán lẻ hoặc tại Úc Châu thì đó cũng là một cái sự vi phạm pháp luật, bởi vì tại Úc khi chúng ta đi mua bất kỳ một cái món hàng nào thì chúng ta cũng đều được luật pháp bảo vệ, không cần phải có bảo hành, bởi vì nếu cái món hàng đó không đúng chất lượng hoặc vì yếu tố nào đó mà chúng ta muốn hoàn trả lại, muốn return cái món hàng, thì cơ sở bán lẻ phải chấp nhận những cái việc bồi hoàn như thế này. Trong khi Harvey Norman là một trong những cơ sở hoặc là những cái địa điểm, những cái địa chỉ rất là có uy tín nhưng lại gian lận bằng cách là yêu cầu khách hàng trả thêm tiền để cái món hàng mà họ mua được, thay vì được bảo hành trong vòng 24 tháng như trung bình thì sẽ được bảo hành trong vòng 3 năm hoặc là 4 năm. Và điều này đã khiến cho nhiều người bị thất thoát tiền bạc, mất đi một số tiền. Và vì vậy họ phải đối diện với hai vụ kiện tập thể cũng được gọi là chưa từng có tiền lệ, phải không anh? hình như là chương trình điện báo lần này là mình có cái chương trình gọi là bảo vệ người tiêu thụ. Vâng, cái Hoàng ra một cái đề tài cũng rất hay, là vì Harvey Norman, quý vị đi mua đồ điện hay bất cứ những cái món đồ mà gọi là tương đối như là tủ lạnh, tivi tủ lạnh chẳng hạn, đây là hai cái món đồ mà gọi là thông thường nhất, thì thông thường họ hay hỏi mình có mua thêm warranty hay không.
Thì thưa quý vị, cái vấn đề mua thêm đó là cái người salesman, là người bán cho mình, thì người, họ lúc nào họ cũng muốn lấy thêm tiền hoa hồng. Đó là cái nhiệm vụ và công việc của họ, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà khi mà họ bán thêm guarantee thì chắc chắn cái tiền hoa hồng nó cao hơn. Và cái guarantee này thì quý vị trả thêm 100 đồng hay là gì đó, quý vị được thêm vài năm. Thưa quý vị, khi mà quý vị đã mua một món đồ thì tự động ở trong đó đã có sẵn guarantee rồi. Còn nếu mà mình mua thêm vài năm nữa thì là trên nguyên tắc là cái guarantee của mình thay vì 2 năm biến thành 7 năm. Đó là như vậy. Nhưng có những cái trường hợp mà họ đã cố tình để mà làm cho nó cái sự giao dịch nó không có được trong sáng cho lắm, và nếu cái món đồ đó quay lại và coi như là bị, vì họ không có extended warranty cho nên họ không có được chữa. Tại vì trong cái thời điểm như thế này thì những cái chuyện như vậy dễ được đưa ra truyền thông và báo chí loan tải thì thành một cái scandal. Và cũng đây cũng là một cái vấn đề nhạy cảm trong cái tình hình khó khăn nhất, cái công ty có những cái vi phạm sai lầm mà trong thời điểm bình thường thì không ai mang cái chuyện đó ra hết, nhưng mà đây là cái thời điểm nóng mà chúng ta thấy là rõ ràng có những cái case nó đưa ra là chứng tỏ là người tiêu thụ đang bắt đầu quan tâm hơn. Yeah. Thắt lưng buộc bụng, cho nên mỗi một đồng họ chi ra họ muốn bảo đảm là nó có giá trị. Trong khi theo luật tiêu dùng tại Úc thì như Kim Hoàng vừa mới nói, khi chúng ta đi mua sắm, tất cả mặt hàng đều được bảo vệ. Cho dù là chúng ta không trả tiền để mà mua thêm cái thời gian bảo hành thì chúng ta vẫn được an toàn trong cái việc trả lại những cái món hàng không đủ chất lượng như thế này. Nói chung là về cơ bản thì chúng ta cũng không nên tốn tiền để mua chương trình bảo hành cho những cái món hàng của mình. Vậy đó là lý do mà trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn nêu ra để cho chúng ta không bị lăng tăng, không bị siêu lòng trước những cái người salesman, những cái người bán hàng, bởi vì ai cũng muốn bán cái món hàng của mình cho được giá. Nhưng mà ít nhất với vai trò là một người tiêu dùng và ít nhất với vai trò là công dân Úc thì quý vị cũng nên hiểu được cái quyền lợi của một người khi mà chúng ta đi mua sắm là như thế nào. Nếu mà tất cả những cái món hàng này từ Harvey Norman, chúng ta có được cái receipt khi chúng ta mua hàng, đó đã là cái sự bảo đảm rồi, thưa anh, là không cần phải chi thêm tiền nữa. Và nếu mà sau khi mà quý vị xem chương trình này rồi thì chắc có lẽ là quý vị sẽ bắt đầu lưu ý đến cái vấn đề chi tiền cho cái thời gian bảo hành nó có đáng hay không đáng. Trước đây thì chúng ta nghĩ rằng cái số tiền nó quá nhỏ so với cái số tiền mà chúng ta mua cái món hàng, thì cái số tiền bảo hành này nó chắc tượng trưng cho một vài phần trăm tổng giá trị thôi, phải không thưa anh? Vâng. Thì nhưng mà tại vì họ lúc nào họ cũng muốn bán thêm cái phần đó, là tại vì thưa quý vị, bất cứ những cái sản phẩm nào bán cái phần bảo hiểm thì cái sự hoa hồng nó cũng được cao hơn. Cho nên vì vậy là bất cứ nơi nào mà mình đi mua những đồ đắt tiền hay là những cái gì mà nó xài lâu vài ngàn trở lên thì họ hay nói cho mình biết là những người mình có thể mua thêm bảo hiểm hay không, thì vì đây cũng là một cái phần nó gọi là lợi nhiều hơn hơn là cái món đồ thật sự mà họ lợi. Và chúng tôi cũng muốn nhắc nhở quý vị là ACCC cũng đã xác nhận là không có một cái thời gian cố định nào về vấn đề bảo hành. Miễn là chúng ta chứng minh được chúng ta đã mua hàng từ cái cơ sở bán lẻ đó thì chúng ta có thể đã được bảo hành rồi. Và nếu mà quý vị muốn claim những cái số tiền hoặc là muốn đưa những cái khiếu nại gì đó về vấn đề bảo hành thì quý vị cũng có thể trực tiếp gửi những cái kiến nghị trong cái trang web của ACCC để chúng ta có thể được bảo vệ nhiều hơn. Và như Huy vừa mới nói, chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn đưa những cái thông tin bảo vệ người tiêu dùng, và những cái thông tin này thì rất là đúng lúc khi mà đã được các cơ quan truyền thông đồng loạt loan tải trong tuần này. Và với cái nhiệm vụ của một cái cơ quan truyền thông thì mỗi khi nhận được những cái thông tin mang tính bảo vệ người tiêu dùng, đồng nghĩa bảo vệ khán giả của Việt TV, thì Kim Hoàng cũng luôn muốn gửi những cái thông điệp này đến cho tất cả quý vị để chúng ta hiểu rõ hơn về quyền lợi của chính mình, cùng với những cái giải thích sâu rộng hơn của những người đồng hành với Kim Hoàng mà ngày hôm nay, đó là anh Phô Huy, một gương mặt rất là quen thuộc. Và trước khi chúng ta chấm dứt chương trình thì về vấn đề bảo vệ khách hàng, bảo vệ người tiêu thụ, anh còn những cái thông điệp gì quan trọng hơn hay không? Dạ, có lẽ là tuần này chúng ta quốc hội cũng như là tất cả những cái truyền thông thì họ đang tập trung về vấn đề kinh tế, và nhất là những cái vấn đề kinh tế thiết yếu như là những cái sự chi phí hàng ngày của chúng ta. Và tuần này thì rõ ràng là những cái tin tức mà của hai cái supermarket lớn đã vi phạm
là một cái tin nóng. Nó gọi là một cái bom sale, một cái quả bom phát nổ trong cái lĩnh vực bán lẻ. Và sau sau nhiều năm mà người tiêu thụ cũng rất là ấm ức và muốn có những cái tin mà rất là rõ ràng được công bố ra giúp công chúng, thì đây là một cái tin mà là một cái sự chiến thắng của người tiêu thụ. Và câu The Woolworth trong những ngày về sau để mà bảo vệ những cái tiếng tăm của những đại công ty mà là icon của tại Úc á, như là Qantas đã bị scandal. Quý vị còn nhớ không lâu, khoảng nửa năm trước, Qantas đã vô trong cái tình trạng rất là khổ sở vì cái tiếng tăm của họ đã bị mất. Và đây, hai cái công ty sau là câu với Woolworth là hầu như là hàng ngày chúng ta đi đến supermarket là 68% là một là câu, hai là Woolworth. Cho nên quý vị thấy là gần 70% dân số nước Úc là đi siêu thị là chỉ có hai cái tên đó thôi. Mà hai cái tên này nó hầu như là nó đi liền chết, nó đi liền với những người, những bà nội trợ ở trong gia đình của chúng ta, thì bắt buộc là họ phải, chúng ta gọi là do something, chứ không thể nào để cái tình trạng này xảy ra. Yeah. Hay nói một cách khác là trong tương lai mọi người đi mua sắm sẽ mua được cái giá nó phải chăng hơn, nó không bằng hơn nữa. Không bị bóc lột. Vâng, với những thông tin vừa rồi thì Kiều Hoàng cũng xin tạm kết phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi ngày hôm nay thứ Bảy. Một lần nữa, rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Kiều Hoàng xin trân trọng kính chào và chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình thời sự vào ngày mai, Chủ nhật. Chào anh Huy. Dạ, chào Kiều Hoàng và xin chào tạm biệt quý vị.